Thưa quý vị, các cấp hội người cao tuổi thành phố thường xuyên đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia. Qua đó đã phát huy được vai trò của người cao tuổi trong việc dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Hội người cao tuổi luôn là lực lượng tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các chương trình người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Đồng thời các cấp hội còn tạo điều kiện cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Sự gắn bó cộng đồng của người cao tuổi ngày càng thấy có chiều hướng tích cực, và đặc biệt là các vị người cao tuổi là bậc ông, bậc cha, bậc ông bà đối với con cháu thì cái vấn đề mà chấp hành pháp luật, cái ý thức đối với cộng đồng thì nó có cái chiều hướng tích cực, và đó là những điều mà chúng tôi thấy là một điểm sáng. Việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Người cao tuổi thì có tuổi là trong cái hội người cao tuổi là có một nhóm là coi như đi ra để tập dưỡng sinh hàng ngày. Lợi ích thì thứ nhất là sức khỏe của mình này, thứ hai nữa là có những cái việc trên xã rồi có những không sức khỏe sức đồ thì mình nắm rõ rồi mình nắm được để cho mình đưa giấy mời. Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các cấp hội người cao tuổi đã và đang phát huy được vai trò trong xây dựng nếp sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, sống mẫu mực, nuôi dạy con cháu nên người, góp phần kết nối các giá trị truyền thống về đạo đức, lịch sử và văn hóa giữa các thế hệ, tạo khối đại đoàn kết vững mạnh tại cơ sở.